Nhìn vịt tắm không có cắn em nha két. Két không có cắn em nghe chưa. Đừng hồi đi xuống rồi cắn nhỏ đi. Đứng ngóng trông chị chơi vịt đi ở ngoài đường á hả Ruby? Chúc chị vô có gì đâu mà trông chờ đứng nhìn hoài vậy hả? Kẹt cứ đứng ngóng trông chờ hoài vậy đó. Ruby đi trong sân á thì rượt đuổi không cho con vịt đi, bây giờ tới ra ngoài đi á thì nó bắt đầu đứng trong sân ngóng chờ, đứng nhìn ra ha. Hai đứa đứng giống hai con vật mất đầu chưa cái kìa, hai đứa không có đứa nào có đầu chăng. Ruby đi vô, Ruby vô đứng cứ chờ hoài vậy, một hồi chị dẫn em vô có gì đâu mà đứng trong chờ hoài vậy. Ừ. Có con két vô tư nè, ai làm gì làm mà miễn đừng dịch, đừng có vô nồi nó tắm thôi à. Vô nồi nó tắm nó cứ đứng nhìn hoài vậy đó, không cho vô nồi ha. Két này mẹ thương lắm nè, nói chuyện nhiều nè, nói đủ thứ chuyện hết trơn á. Còn dịch đó thì 20 ngày tuổi thôi, mà chủ đi tới đâu là chạy theo tới đó, khỏi cần kêu ha. Còn Ruby là được cái nước là mỗi lần ăn kêu nằm xuống cúi đầu là cúi thôi. Ba đứa nào mẹ cũng thương hết. Ra đây làm sao vậy? Gì vậy? Vô chuột. Rồi thôi ra mẹ biểu nè Ruby ơi. Ra mẹ biểu. Đi đi ra mẹ biểu. Nhanh. Ra nè con ra mẹ biểu. Đi. Rồi thôi con đi vô chuồng đi Ruby. Ruby. Đi vô chuồng. Rồi vô chuồng đi. Vô rồi còn quay lại nữa. Trời mưa trời gió mà nó như vậy đó. Mèn ơi, tao thấy rồi đó. Mệt cái gì? Ruby, không có chọc em nghe không? Hai đứa giống như chơi bắt can vậy đó. Đứa thì trên kia, đứa dưới này rượt. La hoài không nghe gì trơn á. Nó cho em nó chơi, cứ rượt em hoài à. Rồi tới chừng nó quay qua, nó mổ, nó cắn, nhưng cũng không tẩn. Nó vậy đó. Nghe em Ruby.
nó cắn bây giờ đây nè, cái Quy à, nó giống như chơi bắt can không?